Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý cái main board điện thoại khi mà cái board đó bị cong, trong trường hợp mà các bạn bị rơi từ trên cao xuống làm cái board này nó cong, hoặc là các bạn bị xe nó cán qua cái điện thoại di động nha các bạn. Thì cái board điện thoại của mình đó, nó vẫn bị cong ha, nó cong như một cái xuồng á. Nhiều các bạn khi mà các bạn sử dụng một cái máy cỏ hoặc là cái dùng các bạn dùng smartphone hiện nay như mấy cái hãng như Apple nè, iPhone đó, hoặc là Xiaomi, hoặc là Huawei, hay là mấy máy Samsung á, cái trường hợp nó rất xảy ra nha. Thì bạn rớt từ trên cao xuống đó, cái bo chân cái này nó sẽ cong, nó cong là từ bên ngoài xuống bên trong luôn nha các bạn. Như ở đây á, cái màn hình nó nè, màn hình rồi cái vỏ sườn á, rồi bên trong cái main board của nó bị cong luôn. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn xử lý nè cái main board trường hợp bị rớt đất hoặc là bị xe cán, nó dẫn đến hiện tượng cong board. Video này mình sẽ demo bằng cái máy Nokia 1280 nha các bạn. Cái board này nó bị xe cán qua, các bạn nhìn không, nó khá cong nha các bạn. Nó cong từ cái vỏ ngoài vỏ sườn nè. Khi mà các bạn mở ra, các bạn nhìn thấy main board này cong vòng luôn nha các bạn, nó cong như cái xuồng á. Rồi, đối với những cái máy mà trường hợp cong board như thế này á, yêu cầu nha các bạn, có một số yêu cầu á. Thứ nhất là bo của mình nó còn đẹp mà nó không bị gãy nha các bạn. Bo đẹp không bị gãy là như thế nào? Khi mà xe nó cán qua hay là máy rớt á, cái bo này nó không bị đứt đâu mà, không có vết nứt gãy ở đây nha các bạn. Đồng thời các bạn nhìn á, cái màu sơn của nó không, nói chung là không có dấu hiệu gì á, nó chỉ các bạn nhìn vô cảm thấy nó hơi bị cong thôi. Ở đây mình sẽ tháo cái khung bảo vệ màn hình nha các bạn. Đây là máy Nokia 1280 ha. Các bạn đã nghiêng nè, các bạn thấy không? Nhìn cái phần bên đây á, ở trên đây là nó sẽ bị cong nha các bạn. Nó cong, các bạn nhìn nghiêng, nhìn thẳng luôn á. Nó cong ha. Cong cái khúc này nha các bạn, giữa. Các bạn nhìn hai bên luôn. Đối với những máy mà nó còn bảo hành, mình giả sử như cái máy cỏ mà nó còn bảo hành á, thì cái trường hợp này á, bo cong này á, là chắc chắn là nó không được bảo hành nha các bạn. Nè, nó sẽ mất bảo hành luôn ha. Thì đối với cái cách mà các bạn đã uốn cong cho cái bo này nó thẳng lại á, để các bạn bù chú được trong trường hợp mà các bạn vô mấy cái trung tâm bảo hành, ví dụ cái máy cái bo này các bạn xe cán á, nó mất nguồn á, thì các bạn có thể uốn cong lại để mà các bạn đem vô cái trung tâm bảo hành. Rồi người ta sẽ nhìn kiểm tra bo sơ bộ, rồi người ta sẽ bảo hành cho các bạn nha. Thì cái cách này á, là cái cách bù chú nè, để mà uốn cong cái main board cho nó thẳng lại ha, đối với những cái máy còn bảo hành đó các bạn. Còn đối với những cái máy mà của mình á, mà nó hết bảo hành nè, thì mình sẽ bỏ qua trường hợp này. Thứ nhất, hôm nãy là mình đã nói rồi, cái yêu cầu là cái bo của mình á, còn đẹp và nó không bị gãy. Cái thứ hai, cái main board của mình đó các bạn, cái linh kiện của mình nó không bị chóc ra nha các bạn, nó rớt mất cái linh kiện của mình ra. Đây mấy linh kiện nè, tụ chở nè, hoặc là mấy con led phím nè các bạn, led màn hình đó. Hoặc hay trường hợp nhất á, là các bạn nhìn cái chấu pin nè, cái tiếp xúc pin của mình các bạn, nó không bị gãy nha các bạn. Nhiều trường hợp mà bị xe cán hoặc là bị rớt trên cao xuống á, là cái chấu pin này nó bị gãy, nó bong chóc mạch nha các bạn. Những cái trường hợp này á, là mình phải hàn lại ha. Còn mình nói ở đây á, cái bo của mình nó còn đẹp nha các bạn, không bị rơi linh kiện. Và cái vấn đề kế tiếp á, là cái main bo này nó còn lên nguồn. Có nghĩa là khi mà bạn gắn pin vô á, nào bạn gắn cái mục pin này vô á, thì nó sẽ lên nguồn nha các bạn. Các bạn bấm nút nguồn lên, nó còn lên nguồn ha.
Rồi tiếp theo đây để mà xử lý mấy cái bo này bị cong á các bạn, mình sẽ dùng hai dụng cụ chính nha. Một á là các bạn kỹ thuật á, có cái máy khò á, đây là máy khò nha các bạn. Nè, máy khò nhiệt ha, để lấy linh kiện dán 3D á thì các bạn dùng cái máy khò cho mình. Hoặc là trường hợp mà các bạn mà ở trên nhà các bạn mà không có máy khò á, để mà các bạn hơi nóng cái này á, các bạn dùng cái máy sấy tóc nha. Và các bạn nào có máy sấy tóc á, các bạn lấy máy sấy tóc các bạn hơi nóng cho mình nha. Cái vị trí hơ là ngay cái chỗ cái phần uốn cong này nha các bạn. Nè, như cái bên bo này á, nó bị cong cái này, cong ngay chính giữa, thì các bạn khò ngay chính giữa cho mình. Rồi sau đó các bạn bẻ giữ, rồi giữ nha các bạn. Thì ở đây á, mình sẽ nói sơ qua vào cái main board điện thoại di động. Đây, một cái main board điện thoại di động á, nó sẽ phân làm hai loại các bạn. Một á là loại bao mỏng, hai là loại bao dày. Cái loại bao dày này các bạn là mấy cái máy Nokia đời cổ hay cái gì á là người ta thường sử dụng bao dày nha các bạn. Còn ngày nay á, mấy cái máy smartphone đó, nhất là Samsung, iPhone hay là mấy máy Huawei gì đó, nó sẽ dùng cái một cái mấy cái bao mỏng nha các bạn. Một số người ta áp dụng từ cái bao mỏng á. Rồi như mình nói ở đây nha các bạn, đây mấy cái máy mà Nokia đời cổ á các bạn. Các bạn nhìn ngang nè, các bạn thấy nó khá dày nha các bạn. Đây là những loại main board điện thoại di động dày ha, bao dày. Còn đối với main board 1280 nè, các bạn nhìn thấy mỏng dánh rồi các bạn, khá mỏng ha. So với cái main board điện thoại di động đời cũ á, cái chiều dày của nó sẽ mỏng hơn các bạn, mỏng khá nhiều ha. Thì cấu tạo bên cái main board điện thoại di động nó có gì các bạn? Đó là các lớp mạch in nha các bạn, nó sẽ mạch in đó, lớp mạch in nó sẽ xếp chồng lên nhau. Bình thường á, một cái main board điện thoại á, nó có rất nhiều lớp mạch in nha các bạn. Một main board nó có thể tích hợp là 7 8 lớp trở lên. Còn nhiều cái main board điện thoại di động á, như mấy cái iPhone đời mới á, thì nó tích hợp mười mấy lớp luôn nha các bạn. Cái lớp mạch in này là cái gì? Cái lớp mạch in á chính là cái lớp chân đồng nha các bạn. Như cái bo điện thoại bình thường á, đây nè, cái này là mạch in một lớp, là một phần chân đồng á, nó có một mặt thôi nha các bạn. Còn cái bo này là bo hai lớp, nó có hai bên nè các bạn. Một lớp này nè, lớp bên đây là hai lớp, hay là gọi là cái bo hai mặt. Còn đối với main board điện thoại di động á, là nó sẽ có rất nhiều cái lớp mạch in như thế này, là chân đồng á, nó sẽ xếp chồng lên nhau nha các bạn, rất nhiều nha. Thì ở đây á, cái trường hợp mà cái máy các bạn á, bị rớt hay bị sơ cán á, thì cái lớp chân đồng này á, nó sẽ bị uốn cong lại nha các bạn. Tại vì cái main board của mình nó cong á, thì chân đồng bên trong á, nó uốn cong. Có nhiều trường hợp á, là nó đứt bên trong luôn nha các bạn, đứt ngầm bên trong á, mà mình không xác định được nha. Rồi sau đây để tiếp tục á, mình sẽ đi trực tiếp vào cái vấn đề mà xử lý cái bo cong này nha các bạn. Thứ nhất các bạn lưu ý cho mình á, các bạn phải khò hoặc là các bạn tác động nhiệt á ngay chỗ cái phần bị uốn cong này nha các bạn. Như ở đây nè, các bạn nhìn thấy nó cong, nó dâng lên phía trên á, thì các bạn tác động nhiệt cho ngay chỗ phần này thôi. Đồng thời á, như cái trường hợp mà Nokia 1280 này á, các bạn nhìn thấy cái vĩ phím của nó không? Đây là cái phần lớp nhựa nha các bạn, nó sẽ bao phủ cái chén phím nha các bạn. Khi mà các bạn tác động nhiệt vô đây á, các bạn dùng một lấy các bạn dùng máy sấy á, hay là các bạn dùng máy khò, nhất là máy khò. Các bạn khò vô đây á, thì nhiệt nó càng ngày càng nóng, thì nó sao làm quéo cái miếng này nha các bạn. Nên các bạn lưu ý cho mình, khi mà các bạn thao tác á, các bạn phải cái phần mà nhựa hay phía trên gì á, là các bạn phải tháo hết cho mình nha. Các bạn dùng một cái lưỡi lam, các bạn tách cái phần này ra, các bạn để nguyên chỉ còn cái một cái bo mạch thôi nha các bạn.
Rồi tiếp theo đây á, còn đối với cái màn hình này các bạn, nó hay bị bung nha các bạn, tại vì nó mất cái miếng mà lồng che bảo vệ, cái lồng bằng sắt á, nó dở lên, nên các bạn dùng một cái băng keo các bạn dán lại cho mình nha. Ở đây mình sẽ demo bằng cái máy Nokia 1280, còn cái tùy trường hợp cụ thể, như cái máy iPhone hay Samsung thì các bạn có thể áp dụng cái cách phù hợp nha các bạn. Đây, mình sẽ dán cố định cái màn hình này lại, tại vì khi mà các bạn thao tác mà các bạn không dán cố định lại á, cái màn hình nó sẽ lắc nha các bạn, nó lắc qua lắc lại á, nó sẽ dẫn đến là cái cáp màn hình đây nè, nó sẽ đứt cái đường cáp màn hình nha các bạn, hoặc là nó hở tiếp xúc giữa cái cáp màn hình với bo, tại vì bên đây nó tuy nó dán keo á nhưng mà nó sẽ bị bung ra nha các bạn. Thì cái máy của mình là máy rớt chứ không phải là máy bình thường ha, nên mà đa phần hay gặp nhiều nhất á là cái cổ cáp màn hình này nè, cái cáp màn hình này nó sẽ bị đứt ngang nha các bạn, tại vì mình lắc qua lắc lại á, nó đứt ngang, nên các bạn phải cố định, các bạn ép chặt, dùng băng keo các bạn dán lại cho mình thôi, cho nó không xê dịch. Rồi sau khi các bạn lấy cái phần nhựa các phím bàn phím ra, rồi các bạn cố định cái màn hình, rồi các bạn tiến hành bật cái máy khò lên khò cho mình nha. Mình xử lý cái bo này trước nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ dùng khò, các bạn để nhiệt độ vừa phải nha các bạn, từ tầm 200 độ trở xuống, các bạn lưu ý cho mình nha, dưới 200 độ nha các bạn. Nhiều bạn á, bẻ cong cái bo này á, nếu mà có ốc á, thì các bạn có thể ấy được nha. Còn trường hợp mà các bạn mà nó ở đây cái máy này á, nó không có ốc, nó chỉ có cái ngàm gài thôi, rồi cái trên nó mới bắt ốc. Thì đối với những cái trường hợp mà bắt ốc á, mà đối với những trường hợp là máy mà còn bảo hành á, đây máy, những cái máy mà đối với những cái máy còn bảo hành á, thì khi mà các bạn đưa đem vô trung tâm bảo hành á, thì nó sẽ bên kia thuộc viên á, nó sẽ kiểm tra cái bo này nó còn cong hay không. Thì đối với những trường hợp mà các bạn mà lười và các bạn không uống cong cái bo này cho thẳng lại á, thì bên kia nó sẽ bắt bảo hành các bạn liền, nó sẽ từ chối bảo hành, tại vì nó nói là cái bo các bạn á, nó bị cong do các bạn bị rớt, nên nó từ chối bảo hành nha các bạn. Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn mà cái cách mà các bạn bù chú uống cong cho bo nó thẳng để mà các bạn tiếp tục đi bảo hành được ha. Sẽ áp dụng đối với những trường hợp mà cái bo của các bạn á, nó cong nha, rồi cái mấy cái vỏ này nó cong nhẹ thôi nha các bạn, để các bạn có thể áp dụng được nha. Đây, sau khi các bạn mà bật khò cho nó nóng lên á, thì các bạn hơi cho đây, hơi vô phần bo cong này, các bạn đảo tay liên tục nha các bạn. Các bạn hơi hoặc là các bạn dùng máy xay tóc các bạn hơi cho đến một lúc nào đó, các bạn sờ cho nó nóng à. Nó khá nóng nha các bạn. Hơn ở chỗ cái phần mà nó bị uốn cong á. Rồi các bạn hơi một lúc nha. Các bạn nhìn cái cảm thấy hơi nóng á rồi các bạn. Tiếp tục các bạn. Đây. Đây cái phần các bạn thấy cái phần uốn cong không? Rồi các bạn bẻ lại. Nếu mà hơi nóng á thì các bạn lấy cái tờ giấy các bạn lót nha, các bạn lấy tờ giấy các bạn lót rồi các bạn bẻ cong nè, bẻ cái phần cho này nó cong lại nha các bạn, các bạn bẻ rồi các bạn giữ nha, giữ một hồi á cho các bạn kiểm tra nhìn cho sao để cho đến khi mà cái bo của mình nó được thẳng nha các bạn là được ha. Ở trường hợp mà các bạn thấy cái bo này nó vẫn còn cong thì các bạn cứ tiếp tục, các bạn dùng cái máy khò, các bạn cái khò nóng hơn, nóng cái phần
nhô lên phần cong 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 á, thì các bạn cứ tiếp tục làm như vậy cho đến khi cái bo của mình nó thẳng nha các bạn. Nó nóng rồi các bạn uống cong rồi các bạn giữ nha. Các bạn nhớ khi mà các bạn kho nóng á, là các bạn uống cong các bạn phải giữ, chứ thôi các bạn cứ để vậy á là tất nhiên là nó không có tác dụng cái lực lên á, là nó vẫn còn cong nha các bạn. Đó, các bạn uống cong các bạn giữ là ép cho nó cái bo cái phần cong á nó thẳng lại ha. Như vậy là các bạn có thể tự xử lý ở nhà nha các bạn. Đối với những cái máy mà trường hợp mà các bạn còn bảo hành á thì các bạn xử lý ở nhà để các bạn có thể tiếp tục được bảo hành ha. Cái trong trường hợp mà cái bo của mình á nó bị mất nguồn á. Còn trường hợp mà các bạn mà máy hết bảo hành á là ok. Rồi. Sau một hồi mà chúng ta làm á thì các bạn kiểm tra nè, thấy cái bo của mình á nó hết bị cong nha các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Các bạn đã, các bạn nhắm mắt á, các bạn chĩa vô cái đường thẳng của nó. Các bạn cảm thấy không còn bị cong nó là ok. Các bạn nhớ quan sát hai bên cái cạnh của cái man bo nha các bạn. Nè các bạn giữ cái màn hình ha. Đừng chờ để nó xúc RAM thôi, nó bị đứt cái cáp màn hình nó mất công phát sinh nữa ha. Các bạn nên giữ chặt màn hình. Nhìn sao cho cái bo của mình nó thẳng, nó không còn bị cong nữa. Hai bên hai mặt luôn nha các bạn. Mặt bên đây cũng vậy. Nè các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Nó bị thẳng, nó thẳng rồi nha các bạn. Các bạn làm cho đến khi nó hết bị cong. Cong bo là các bạn nhìn thấy nó thẳng là ok ha. Rồi tiếp theo đây á. Đối với những cái khung mà để bảo vệ màn hình nè, nó bị cong á. Các bạn nhìn thấy cong á thì các bạn bẻ, dùng tay các bạn uốn lại. Bẻ sơ sơ cho nó thẳng lại nha các bạn. Còn đối với những trường hợp mà nó cong quá thì các bạn có thể mua cái máy sát á, máy Nokia mà 1280 mà nó còn sát mà cái sườn á nó đẹp á, cái sườn cái vỏ hay là mấy cái khung này nó còn đẹp á, thì các bạn lấy vỏ bạn sàn qua để các bạn bù chú lại để tiếp tục đi bảo hành được. Đó các bạn, ép cái khung này vô nè. Giờ mà nó cái chỗ này nó cong cong ngay chính giữa thì các bạn ép bẻ cho nó cong ấy lại, nó thẳng lại ha. Rồi các bạn nhắm nè. Nhắm là nó đến khi nào á cái khung này nó khá quan trọng nha các bạn. Nó cũng ảnh hưởng đến cái man bo này, nó làm cho cái man bo này cong á thì mình sẽ uống để làm sao cho nó thẳng lại. Nhắm nè. Bẻ lại cho nó hết cong nha các bạn. Đó các bạn nhắm làm sao cho nó thẳng hàng ha. Rồi. Vậy là cái khung này ok nha các bạn. Sau đó mình sẽ lắp lại cái miếng dán phím. Cái miếng nhựa này nè. Coi nó dán cái chén phím á. Rồi các bạn canh ngay cái lỗ. Đối với cái máy Nokia 1280 này á, các bạn có thấy có cái lỗ không? Nó cái mấy cái lỗ này nè. Lỗ phím á, nó sẽ định vị trùng với mấy cái lỗ này thì các bạn dán sao cho nó trùng khớp nha các bạn. Rồi cái này đèn led nè các bạn. Đèn led màn hình với đèn led của bàn phím á thì nó sẽ dạ xuống để các bạn gắn vô. Rồi các bạn cần chỉnh sao nhớ chứ vừa cái lỗ này nha các bạn, y chang cái lỗ này là ok ha. Rồi các bạn dùng một cái miếng nhựa dặn, ấn vô trả nó về vị trí ban đầu. Rồi vậy là xong nha các bạn. Đây thôi, cái bo của mình nó đã thẳng rồi. Rồi cái khung mà bảo vệ màn hình đó, đây là khung màn hình bảo vệ, tại vì nó sẽ không cho cái màn hình của mình nó lắc qua lắc lại, nó làm đứt cái cáp màn hình này ngay trên cổ cáp màn hình đó.
và các bạn phải giữ chặt nha, các bạn đừng cho cái màn hình này lúc lắc rồi. Để cái khung nè các bạn ép vô ha, để các bạn bóp mà bên chỗ này bên hông nè sẽ có hai cái nhàm, các bạn bóp cho nó chặt, vậy là ok nha các bạn. Các bạn nhìn thấy cái bon của mình không, so với lúc đầu á, tại vì các bạn không thấy rõ, chứ nhiều khi nhiều trường hợp mà các bạn cứ thấy các bạn làm theo y như trang như mình á là chắc chắn là cái bon của mình nó sẽ thẳng luôn nha các bạn, thẳng bằng luôn. Đấy, nhìn nó phải nhìn hai cạnh, cạnh mặt không mà bên trái bên phải nè đó. Cái trường hợp mà các bạn đã làm đến cái giai đoạn này á là các bạn đạt được khoảng 70% rồi nha các bạn. Rồi còn lại cái phần mặt trước nè, cái mặt kính phía trước các bạn, rồi mặt phía sau, cái khung á các bạn, cái sườn, cái này gọi là cái sườn nha các bạn. Còn cái vấn đề nữa là cái nắp pin của nó, cái nắp pin của nó mà chỉ còn nó cong hay nó bị gãy nha các bạn, là các bạn nên mua cái nắp pin mới nha. Đối với máy, những trường hợp mà cái máy còn bảo hành á, các bạn có thể tách cái tem EMA của nó ra, các bạn mua cái máy sát á, nó còn khung sườn á, xung cường còn đẹp á, thì các bạn tách rồi các bạn dùng cái này nè, các bạn lấy cái tem EMA của nó ra, các bạn dán vô nha các bạn. Còn trường hợp mà các bạn, cái máy mà các bạn mất nguồn á, thì nó tất nhiên á, đối với những máy cỏ như thế này á, các bạn đem đi bảo hành á, thì nó sẽ không có kiểm tra được cái EMA của nó, nên các bạn có thể dùng cái khung nào cũng được nha các bạn. Cái khung sườn nào mà còn đẹp á thì các bạn có yên tâm nha, tại vì cái máy của mình á nó đã bị xe cán, bị rớt rồi, nó mất nguồn rồi, mà cái bo mình á mình đã tút lại, mình đã dựng lại cho nó đẹp đẽ linh kiện nè, ok, bo thẳng không có rơi rớt linh kiện, mấy cháu pin nè hay là mấy cái chân micro nè nó không bị gãy, bị xúc chóc ra, thì các bạn tha hồ các bạn bảo hành được nha. Thì đối với những cái máy mà mất nguồn á thì các bạn yên tâm. Còn cái khung sườn á, tại vì cái bo của mình á nó không kiểm tra được EMA, tại vì máy đâu còn lên nguồn đâu, thì các bạn cứ tìm cái khung sườn khác cũng được mà nó bo còn đẹp, các bạn giữ nguyên cái tem EMA cũng được nha, không cần phải thay đổi tem EMA, để các bạn tiếp tục đi bảo hành. Đối với những máy cỏ này, cái này áp dụng cho tất cả cái máy luôn nha các bạn, cho dù các bạn dùng cái hãng khác như Q-Mobile, Intel hay là mấy máy Mobistar hay cái hãng gì đối với máy cỏ hoặc Nokia nè các bạn, HMD, thì các bạn áp dụng tương tự cho mình nha. Thì đối với trường hợp mà máy rớt á, hoặc là bị xe cán các bạn, cái mặt kính nè, mặt kính của màn hình nó sẽ bị bể, bị nứt nha các bạn, thì các bạn không thở mà các bạn, một là các bạn lấy mặt kính các bạn thay. Rồi trường hợp mà bị gãy á các bạn, là các bạn không thể ấy được, không thể hàn được, mà các bạn ra mua một cái máy sát rồi các bạn lấy rồi các bạn sàn đồ qua hết nha. Còn đối với bạn bỏ sườn này á, các bạn phải bẻ cong, chắc chắn các bạn bẻ cong lại, thì các bạn có thể dùng cái máy sấy tóc nè ở nhà. Trường hợp mà các bạn kiểm tra nó cái này nó không bị gãy nha các bạn, nó còn uốn cong được á, mà các bạn uốn mà các bạn nó không thẳng á, đối với cái máy, mấy cái máy mà đã hết bảo hành rồi và các bạn muốn sửa lại xài tạm á, là các bạn có thể uốn cong lại, dùng cái máy sấy tóc hoặc là cái máy khò, các bạn khò cho nó nóng nè, khò cho nó nóng rồi tí nữa các bạn cứ bẻ cong lại cho mình nha, bẻ lại cho thẳng. Cách làm mà tương tự như cái man bo này, thì cái man bo này á mình đã làm cho thẳng ok lại rồi, nó không bị cong bị cong nữa, thì các bạn làm tương tự cái vỏ sườn này nha. Còn cái nắp pin cũng tương tự luôn, tại vì cái đồ nhựa nha các bạn, đồ nhựa là đối với máy mà không còn bảo hành nữa thì mình làm tự do, làm tùy ý. Còn đối với những cái máy mà còn bảo hành, để các bạn tiếp tục đi bảo hành á, thì các bạn phải làm dựng sao cho cái vỏ sườn này nè nó còn đẹp nha bạn, đẹp không bị hư hao, bị gãy hay là bị nứt hay bị gì á, tại vì cái này á nó là một trong cái yêu cầu trong bảo hành điện thoại di động. Nếu mà các bạn nó gặp những trường hợp như vậy á là nó sẽ từ chối bảo hành, trường hợp mà rơi vỏ nè, nứt gãy vỏ nè, là nó sẽ từ chối bảo hành nha các bạn. Và các bạn làm cho cái sườn của mình á, khi mà các bạn ráp vô á, ráp bên bo vô, nó không bị còn bị hở sườn nha bạn, hở sườn hoặc là nó phải thẳng,
theo cái sườn này khá quan trọng là nó sẽ giữ cho cái menbo mình được thẳng. Mà chỉ cần cái sườn của mình á nó còn cong á, là các bạn gắn vô á là cái bo của mình nó sẽ cong theo cái sườn luôn nha các bạn. Nên cái sườn này khá quan trọng nha. Chứ không bảo bo cong này á, các bạn bẻ không được, bẻ mà cái sườn này không thẳng á, thì các bạn nên mua cái máy sát hoặc cái sườn khác các bạn thay vô nha, sườn thẳng. Đối với trường hợp mà sườn mà không khắc phục được, cái nắp pin cũng tương tự nha các bạn. Nắp pin bây giờ nó có bán sẵn ở ngoài nha. Còn đối với mặt trước á, cái cover phone á, cái mặt trước của nó á, là cái bàn phím nè, bàn phím chắc chắn nó không sao á, tại vì nó cao su á, nó không thấy ấy được. Nhưng mà còn cái mặt, nhất là cái mặt kính nè, mặt kính nó bị khi mà bị rớt vỏ nó bị đứt á, một là đứt mặt kính, hai là bị xe cán á, nó tét cái miếng mica này các bạn. Là một là các bạn lấy cái mica khác các bạn thay vô. Hai á là các bạn mua cái cover phone cái mặt trước của nó luôn nha, là các bạn thay vô là ok, là các bạn thấy các bạn dựng được một cái menbo tốt. Để mà các bạn trong trường hợp mà cái máy mà còn bảo hành á, các bạn có tiếp tục đi bảo hành được nha. Rồi, vậy là video này mình đã hướng dẫn các bạn mà cái cách để mà các bạn xử lý được cái menbo điện thoại di động á, nó bị rớt nước, rớt đất hoặc là nó bị xe cán, nó làm cong cái menbo. Là cái cách này đó mà là mình đã từng làm rồi nha. Thì các bạn cứ áp dụng y hệt như cho mình là ok. Các bạn có thể bẻ cong lại cái menbo xử lý cho vòng một nốt nhạc. Các bạn tự làm ở nhà được, không cần phải đem ra tiệm hay ra cửa hàng điện thoại di động ha. Rồi, video mình đến kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha, mình sẽ support hỗ trợ các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.